Hello, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Farm Lời Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ đi ra chợ Hóc Môn để mua một số món đồ để đem về Mỹ các bạn. Thì ở Mỹ thì thường thường hay thích ăn những cái đồ khô như cá sạc hay là cá dứa khô á, thì bỏ tủ lạnh á, lâu lâu á mà làm biến nấu cơm á, mình chiên lên rồi mình ăn với cơm cũng ngon. Ok, các bạn hãy cùng đi với mình ra chợ Hóc Môn để đi mua những cái món đồ nha. Con đi học luôn. Đó, chuẩn bị về Mỹ các bạn, mua một số đồ để đóng thùng đem về Mỹ. Ok. Đi chợ nữa nha. Tôi nhớ dưới góc đây mà ta. Nó bán thịt nè. Chị tiền xe kìa. Này nghe chị. Dạ, ca rể em á. Cô sạc hả bà? Lấy cái này được hả chị? Ngon ha. Ờ, lấy vừa ăn vậy. Hút dân không nha cô. Mấy cái. Cái nhiều... này nay nhiêu rồi chị? 260. Có khô mấy không? Sao lấy cái này không bớt em cái mình bán ra chợ khô năm nay là quá rẻ luôn. Chị lấy mấy ký? 4 ký. 4 ký, ở gì nữa, có lấy tôm gì không? Cái dứa này nhiêu à? Cái khô cái dứa. Dứa mẹ nó mua à? Hả? Mẹ nó mua là mua dứa một nắng đó nha. Nó chỉ muốn 2 nắng. Một nắng thì nhạt hơn hả? Ờ đúng rồi, 2 nắng thì nó vừa vừa ăn. 2 nắng thì nó dễ ăn hơn. Giờ con muốn ăn nào? Hai nắng ngon á, được rồi. Cái nào cũng ngon. Ừ. Cái này 2 nắng hả chị? Dạ 2 nắng. Cái này nhiêu ký? Cái đó đồ lấy đồ ngon cho 7 ký đi lấy. Ừ. Giờ lấy 4 ký hả? Ừ. Lấy 4 ký đi. Lên dừa thôi. Tôm, là sữa, táo, im. Để muốn ăn này không con? Me nè. Ăn này không? Me. Không, me. Biết ăn me không? Đó, nó có khuôn mực mà. Có kẹo không? Có kẹo mà. Đây, không. Có bánh không? Có kẹo, có bánh. Em về, vừa về xong có 2 bánh. No. Rồi. Lạc sử. Cái này luôn. Đăng Quân. Sao con? Đi ra chợ làm sao? Chúc mua gì? Nói đi. Ý, sorry. Chúc con mua gì? Bánh với kẹo đúng không? Mua mấy cái? Mua một cái bánh, một cái kẹo. 2 cái bánh, 2 cái kẹo hả? Một cái bánh, một cái kẹo. Quay kêu 2 cái bánh. Ừ, mà hết. Quay kêu 2 cái bánh. Em 2 cái kẹo. Ok. Mà ăn ngon mà chị đi chị bỏ tủ đông. Ủa sao cái này nó ướt mà cái đó này nó khô vậy cô? Này cái bánh này mới. À, nó ướt vậy hả? Đâu có ướt, này là khô rồi đó. Ở thì nó bóng bóng. Nó bóng thì cái mở ra đó. À. Nó ướt là nó ta nấu nhà này thơm phức nè. Này cá mới thơm phức. Quái hóc con cá. Ôi, mình phải ép chân không chứ mẹ. Ép. Cô cha hả? Cô cha vậy không? Không, chị mình nó mang thu dưới nó sang mình ăn con cha nó dưới. Cái này giống tâm nữa, cái trà bông phải không? Nè. Mới, cái này tâm phải không? Gì không? À, 245 ngàn của chị. Tâm nữa vậy. Cái gì mà? Này hả? Cái này gì chứ không? Tẩm. Tẩm ướp á. Tẩm ướp á. Cá môi. Ừ, cá môi lạc sưởng. Cũng ngon mà biết ăn. Hạt điều mà không tách hạt kìa mẹ ha. Ừ, đó giống như hồi trước mẹ mua đó. Ờ. Cá con. À, cái đó hả? Cái đó cơ, mắm. Mắm cá thu. Smell good không? Cá bao, cá lại. Là tôm mới đỏ. Đó còn thấy không? Chờ rồi đó. Em đi rút một chị nha. Mệt là 10 ngàn đó nè. Thì chị rút đi rồi em nghĩa tiền. Em rút vậy đó. Em đang rút mấy chục tiết đều, từ sáng rút này nhiều lắm. Nè, rút vào mấy chục người. Năm bột khô. Năm rút được rồi chạy cần cái gói nữa. Này xoài khô hả? Đúng rồi, xoài dẻo. Không, đừng vậy đó, ta đem đi nhiều lắm. Ăn thử thấy không? Ăn thử thấy không? Có thể ăn thử cho ăn ngon không? Này lấy 4 mà, lấy thêm không? Không. 4 ký, ăn đi con ngon. Với mì hả? Với bánh nhiều. Bánh hả?
Mấy trái kẹo. Mèo kìa. Không khô nè chị, nó tan rồi. Kêu nhà không chịu đâu, đi rồi đi. Nó xếp cái này, em xếp cái này. Dạ. Bố đi, em xếp cái này. Tôi xếp. Con cắn á, cắn vô. Cắn vô, cho cắn xíu rồi. Tiêu rút cái cành ơi. Tôi xếp cái này. Nó sợ mà. Đó, đó. Nó xanh sao nha. Nhai đi. Dạ. Dạ, còn mấy cái chị sẽ không buông. Chị luôn á. Ừ. Cái đồ của con cũng chia ra 4 bịch mà có cái thì giác một chút cái. Ờ, bà mua mấy ký? Con mua 4 ký không? Cái đồ mua như 4 ký. Không phải, cái như. Đúng rồi, thì dứa. Ờ, là ý là cô nói cũng như cô chia ra vậy. Thì dạ. Em căng 4 ký em chia ra. Nhưng mà có cái dư cái thiếu chứ không có khé rồi. Ý là cô nói vậy. Thì chung đó thôi. Đâu thiếu. Để cô bỏ cho. Hạt điều bán sao cô? Chị đang rút người ta cũng biết luôn. 200 không? Không, chị nghe mắc chị. Nhiều. Ghê vậy? Mua trong Tết là 200. Ờ. Dạ, chuyên đầu năm nay. Này chợ Hóc Môn nè. Mè. Đâu nữa nè. Ký là 10.000. Mè. Táo tạo. Cô bỏ. Đây cô, cái này giống cá chỉ vàng. Cô mực. Nhiều loại, chợ Hóc Môn lúc nào cũng mua cái chỗ này hết. Cô phấn chợ Hóc Môn ai cũng biết. Đây, bữa ăn cuối cùng ở Việt Nam ngày hôm nay nha. Tại tối 11 giờ bay rồi, giờ ăn bữa ăn cuối cùng nè. Chị góp về ăn chia tay thôi. Bữa ăn chia tay, cuối cùng ở Việt Nam. Ok cả nhà. Đây, đó, chuẩn bị đóng đồ về Việt... về Mỹ. Về Mỹ, chính đang định nói đóng đồ về Việt Nam mới thấy bà luôn. Việt Nam về Mỹ. À, từ Việt Nam về Mỹ nha cả nhà. Tháng rưỡi, gần 2 tháng chơi Việt Nam rồi. Bây giờ chuẩn bị đóng đám nhưng mà nó in khổ A4 á. Đóng in 6 tờ. Đây đóng thùng về nè. Ở bên Mỹ đó thì mình nói bạn mua cái màu bạc, rồi Việt Nam mua cái này cho nó rẻ. Tại vì đa số đồ Việt Nam đem qua đó, Mỹ hải quan nó không có mở đâu. Ok. Ok cả nhà, bây giờ Kinh lên xe nè. Máy bay những bông hoa của tôi. Ê, để vậy đó. Sao mà đậu quá Tú? Đậu. Bắt cái cục rồi Tú ơi, cái cục này chưa lấy ra, hai cục nó chưa lấy ra. Nhọc lại. Anh nhặt nhọc lại nhét vô. Đây là. Ơi, đậu được cái hoa. Vậy là cái niêm ngang qua. Ngang qua. Có không đủ? Ngang qua, diện tích ở trong dư kìa. Ở trên chỗ ký ngồi để ba ly thôi. Đi vô đi con. Xếp vô trong. Sao mày ngồi ghế, mày đứng mà bế nó nặng hơn, mày ngồi ghế đi. Bây giờ mày quay nhẹ vô cắn nghỉ, hiện tại giờ nó mẹ sao? Nó nghỉ vui. Vui đúng không? Tại vì giờ về rồi vài tháng nữa quậy lại qua. Rõ ràng. Mấy cháu ở chị vô nhà. Ừ đi đi. Nhà chị vô xe. Ừ. Cái này rồi là một cái trên đây là 7. 7 rồi cái xe ở trên đây nữa. Đó. Mấy cháu quá ghét. Đẩy ra. Đẩy đứng. Ờ đó. Anh Đại ngồi chờ. Chưa gì leo lên chi vậy con? Cái cha nó. Trời đất ơi, sao mày nghe nó nhẹ vậy? Lúc nào hùng nặng như quỷ. Có một thùng quần áo 18kg à. Còn có 18 nhẹ đó, còn có quần áo. Ủa em vậy có lấy cái ghế không? Hả? Lấy cái ghế màu hồng á. Ghế để lại. Ghế để lại ha. Ghế để lại cất kỹ nha, ghế đó mà út có em bé ngồi được. Đó là cái này là đọt giúp chưa? Muốn dịp là phải gỡ cái này ra nữa nè. Nhưng mà xuống có đẩy không? Có. Xuống có đẩy thì để hờ thôi. Không, xuống đem vô gửi luôn chứ không phải đẩy. Mình xuống mình đi vô. Không, con bế trên người. Tháo ra, tháo vô. Tại vì lên cái rây đó phải tháo ra, tháo vô cực lắm. Không có rảnh mà mở ghế, mà xếp ghế. Gửi tới bên Mỹ luôn hả? Gửi về bên Mỹ luôn. Ngầu vậy? Khỏi đẩy. Quên đi, để lên đi rồi đẩy cái này, cái ghế đẩy lên trước á.
xe như thế này mà chứa được hơi bị nhiều đồ quá mọi người. Đi. Ở bên dưới chân á. Để cái bánh xe dưới chân được không? Nghiêng xuống dưới. Đó. Còn cái ba lô đỏ với lại nhét cái nhét trước cái xe đó bỏ lại đi.